ha chú. Đu đủ, dưa gan, cà pháo. Mắm nêm. Đu đủ, dưa gan, cà pháo, mắm nêm. Ớt tỏi nữa. À, quá ngon. Thì ví dụ chú cho khán giả biết là như một cái bịch. Vâng, chào các bạn, quay trở lại channel của mình nha các bạn. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn một điểm du lịch khá là mới lạ, đó là chợ Bà Qua. Ở đây cái gì cũng có nha các bạn, đặc biệt là các món ăn cũng như là đặc sản của người Quảng Nam, người miền Trung của chúng ta các bạn. Thì ở đây có rất là nhiều các món, nhưng mà ở đây nhấn mạnh nhất là món lòng sầu nghệ các bạn ha, và các món bánh xèo các bạn. Thì bây giờ mình sẽ quay review cho các bạn coi. Ở đây cũng có bán lá sông này đúng không cô? Lá sông không cô? Cái này lá sông là chỉ có người miền Trung mới biết những cái loại lá này. Cái này là sông để sông cảm á cô. À. Đó, mọi người bị cảm á, mọi người có thể ghé vào cái chợ Bà Qua này, đi vòng vòng một chút xíu thì các bạn ở ngay chỗ góc ngã tư luôn thì có một cô bán lá sông các bạn. À, trước khi mình đi review tiếp tục cuộc hành trình cho các bạn coi á, thì các bạn có thể thấy một ngày thì cô bán được nhiều không cô ha? Hết cái quầy lá này không? Có khi hết khi hồng ha. À. Dạ. Những cái lá này là ở miền Trung mình chuyển vô hả cô? À, Long An. Mình bán là, nhưng mà cái lá này theo cái bài thuốc là của người miền Trung mình đúng không? Xả rồi nè các bạn. À, đầy đủ luôn, những người mà đa số là bị cảm rồi tới là mua về xong. À, các vị thuốc này các bạn. Đây với cái quầy này là gọi là một trong những cái quầy mà gọi là quầy thuốc đó các bạn. Thuốc của thiên nhiên đó. Rồi cảm ơn cô. À, con đi tiếp. Rồi các bạn, mình quay cái mặt mình chút xíu cho các bạn. Đây. Rồi bây giờ đi một vòng nữa các bạn. Rồi lại cái quầy cá như thế nào nha. Quầy mắm nha. Wow, mình giới thiệu cho các bạn một cơ sở nước mắm Cà Ná Quang Minh to nhất ở khu vực chợ Bà Qua, rất là ngon các bạn, bay mùi thơm nữa các bạn. Hôm nay mình cũng đến một vòng chợ Bà Qua. Ok, mình vừa rồi bị búp kèn các bạn. Đây, một trong những cái quầy mắm mà khá là bắt mắt. Anh cho em quay phim xíu giới thiệu cho bạn bà con trên YouTube được không anh? Cái quầy mắm mình á. Đó là đầu chợ đó, nó qua đường. Đó là bà thấy được không anh? À. Em muốn quay mà giới thiệu cho bà con cái đặc sản chợ mình đó, chợ Bà Qua đó. Dạ. Rồi các bạn, mình cũng xin phép ảnh rồi đó. À, rất là thơm. Để mình giới thiệu cho các bạn một vài món mắm ở chợ Bà Qua các bạn. À, thấy không? Này đựng cái gì trong này vậy anh? Mắm hả? Dưa cải mà hết rồi các bạn ha. Mắm này đa số là mắm này là mình ở miền Trung vô hả anh hay là sao anh? Miền Trung ha. Đây Quảng Nam Đà Nẵng nè các bạn. Đây. Ở đây cũng có cái mắm, mấy cái này là mắm dưa cà vậy ha. Này ăn vào buổi này trời mưa ăn với cơm là rất là ngon đó các bạn, ăn với cơm buổi trưa đó. Này mình quay cho các bạn cái số điện thoại của ảnh này để coi. Website là đi Di Cần Đà Nẵng ha. Mắm Bà Duệ. Rồi cảm ơn anh nha. Rồi các bạn. Đây, quay review cho các bạn coi nha. Mắm tôm luôn các bạn. Để mình đảo qua một vòng nữa nha các bạn. Mình đảo ra một vòng mình kiếm cái cổng chợ chính cho các bạn coi ha.
bây giờ khá là tấp nập này, bây giờ người ta bán rất là tấp nập này các bạn. Ở đây các bạn, người ta bán cũng rất là nhiều món món ngon. Ở đây có mì Quảng luôn này, có bún 10.000 luôn này, có rau sạch luôn nè, chợ Bà Qua nè, rau ngon các bạn ha. Ở đây anh kêu có đầy đủ luôn các bạn. Này dùm cái quầy rau của anh là muốn ăn bún rồi các bạn. Đó thấy không? Ở đây chúng ta có thể thấy cái món mà món này cho review chút xíu nha chú. Giới thiệu cho bà con cái món này là ăn hết cơm luôn các bạn. Đây từ từ mình chỉnh camera cho các bạn coi ha. Đó. Món này là ăn hết cơm luôn đó. Này. Này là trong này nó có đu đủ rồi chú. Đu đủ dưa gan, cà pháo, mắm nêm. Đu đủ dưa gan, cà pháo, mắm nêm. Ớt tỏi nữa. À, quá ngon. Thì ví dụ chú cho khán giả biết là như một cái bịch này là bao nhiêu tiền chú? Bịch nhỏ 7.000, bịch lớn 10.000. Bịch nhỏ 7.000, bịch lớn 10.000. Rẻ không các bạn? Mình thấy quá rẻ các bạn. Chú ơi cho con bịch để chú bán cho con bịch cái lộn kêu cho. Chú bán ở chợ này lâu chưa? Lâu rồi ha. Đu đủ là mình cũng tự mua về làm luôn, đây là tự làm luôn đây các bạn. Này chợ Bà Qua một trong những cái chợ mà phải nói rằng là đặc sản lâu đời nhất của người miền Trung tại Sài Gòn, đặc biệt là người Quảng Nam. Chú là người ở tỉnh nào? À bây giờ là mình lên là mình người thành phố rồi đúng không? À, lâu lâu bây giờ mình cũng được lên chức rồi, lên được sống ở thành phố rồi đó. Đây, chú sẽ bán cho con một bịch nha, và để mình thưởng thức cho các bạn cái món này, là mình bảo đảm với các bạn món này là ăn cơm hết cơm, hết cơm luôn, nói thiệt luôn, hết cơm luôn các bạn. Đó, đó các bạn thấy chú tặng cho một cái bịch nữa nha các bạn. Đó, cái bịch cầm ở ngoài đó các bạn. Bán nãy giờ bán được mấy bịch rồi chú? Wow, bán một thau quá luôn á. Rồi. Ngày một thau này luôn các bạn. À. À, sáng là đông nhiều hơn. À buổi sáng là chợ mình đông hơn hả chú? À vậy là mình đi không đúng thời điểm. Nhưng mà tại vì các bạn cũng biết là buổi sáng mình đi vô review mình quay phim cũng kỳ lắm các bạn. Bữa sau đi mình đi mình không phỏng vấn ha. Bữa sau mình đi mình quay âm thầm mình nói chuyện một mình thôi. Đây mình quay lại cái quầy của chú một chút xíu các bạn ha. Mít non này các bạn. Mắm gì cẳng. Gì cẳng. Lấy sao chỗ nào cũng bán mắm gì cẳng đó ta? Trong mà, đây là bán trong đó. À, mắm Quảng Ngãi hết á. À. Cùng một cái thương hiệu mắm hết hay chỗ nào cũng bán thương hiệu mắm của bà ngoài đó luôn. Wow. Mít non các bạn. Cái này cũng ăn hết cơm nha các bạn, cái món này nè. Đây review thấp cho anh em coi món này. Đây. Cái này là cà pháo nướng. Cà tím nướng á, cà tím nướng á các bạn. Ở quê mình gọi là còn cà giá dê phải không? À, cái từ đó nó hơi lạ lạ chút xíu nha các bạn. Với người miền Trung họ biết cái từ đó thôi. Cà tím á các bạn. Mắm nè, không? Rồi cảm ơn chú nha. Chúc chú sức khỏe nha. Rồi. Bây giờ mình đi nha các bạn.
tốn thời gian của các bạn, thời gian của các bạn bán rất là nhiều quá các bạn. Rồi chào anh nha, đẹp trai á. Rồi đây cũng có bán khô nữa các bạn. Đây. Có cô nói đi tới đi lui mà không quay cái quầy của cô đó nha cô các bạn. Ở đây có quầy cắt khô này các bạn, hến nè. Các đặc sản của người miền Trung đều có hết các bạn ha. Ở đây vừa cá khô Minh Phụng nè ha. Này có hến nè các bạn, hến nóng nè. Hến nóng ngon quá các bạn. Này có quầy mắm. Lâu lâu em review cho mọi người coi được rồi, ngồi tôi biết tới chị được rồi. Này, cái con này kêu ốc gì vậy? Ốc gạo phải không ta? Ừ. Rồi ở đây có bán quầy giải luôn các bạn, đầy đủ luôn các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều đã theo dõi video này. Chúc các bạn sức khỏe và nhớ like, subscribe, ủng hộ kênh nha các bạn nha. Nhớ ủng hộ kênh nha các bạn. À, đi một vòng rồi để quay cho các bạn coi, các bạn không có ủng hộ là cũng hơi bị mệt đấy. Này các bạn, chợ Bà Qua chợ gì cũng có luôn nha các bạn, cái gì cũng có luôn. Rồi bây giờ mình quay lại cái quầy trái cây. Mới nãy cô giới thiệu cho mình đi đến chợ Bà Qua một vòng luôn, vô đó bà con hưởng ứng quá trời luôn. Họ mừng quá trời. Rồi, vô đó bà con mừng quá, sao không quay tôi, nãy giờ đi vòng mà không quay tôi. Này cô có bán sầu riêng luôn các bạn tới đây mua sầu riêng nè. Sầu riêng kêu sầu riêng gì vậy cô? Đây sầu riêng cái mương nha các bạn. Đây. Mọi người cũng thắc mắc là cái anh quay phim mà sao anh không mua mà anh cứ quay hoài à. Mà đi chập là người này quay tôi một chút, người kia quay tôi một chút lên tôi lên phim. Này chỗ này là giữ xe đổi ga mini, mới nãy mình giữ xe trong này các bạn ha. Bây giờ mình cũng kết thúc cái video để chúc cho các bạn sức khỏe và một buổi chiều may mắn nha các bạn. Nhớ like và subscribe ủng hộ kênh. Đây có sầu riêng nhỏ nhỏ nè. Đó thấy không? À vô quay cái máy này có cô kia nói trời cái máy gì mà chút xíu vậy quay phim cái gì. Đây nhỏ mà có vỏ nha các bạn.